4 chuẩn rồi. Phô và pơ. Lần này thì pơ trong tay của U98, nhưng chim sẻ cũng cầm một chất quân cực kỳ khỏe và được đánh giá cao hơn cả con Persian, đó chính là phô. Pơ nó chỉ khỏe khi nó có một bộ bài đẹp. Vâng, đẹp ở đây là bài nhiều hươu voi anh em ạ. Phải thật nhiều hươu voi, nhiều đồ lùa về cơ thì con pơ là mới tạo ra được cái sự khác biệt. Còn con Phoenician với một loại quân lợi gỗ, khả năng làm gỗ của dân phô nó rất là khủng khiếp. Thì việc chồng chém cái thời điểm đầu game của phô nó cũng khỏe, nhiều gỗ dễ bo nhỏ anh em. Cứ nhiều gỗ là chồng chém tốt. Kiểu gì mình cũng bo nhỏ được, cơ sở là mình sẽ chống được chém thời điểm đầu. Con phô ở trong solo thì nó được đánh giá mạnh chỉ kém mỗi xem thôi anh em. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến ở trong trận thi đấu này, và liệu chim sẻ có cân bằng được tỷ số 2-2 để đưa xe đấu thứ hai về với trận chung kết hay không. Nói chung là để thắng được chim sẻ thì chúng ta có thể thấy kia, vừa rồi trận thi đấu Marper nó là một cái ví dụ đánh không cẩn thận có khi không công được là do thua ngay. Đội mẫu kiếm thủ có khả năng thủ nhà quá dẻo, dẻo hơn kẹo kéo luôn. Và tiếp tục chia sẻ video livestream này anh em ơi, chia sẻ cái đường link mọi người đang theo dõi trực tiếp ở trên PC, hoặc có thể là chia sẻ app MyClip tới với những anh em bạn bè, với những người có cùng đam mê, để chúng ta cùng có thêm nhiều hơn những khán giả vào đây theo dõi trực tiếp trận thi đấu của chúng ta. Vâng, chào anh Minh Vũ nha, chào Lin Lin nha, chào anh Châu Tấn Đức. Gặp em nãy giờ em quýt rồi đấy. Anh em cho hỏi gói DK T30 kia dùng xem gì cũng được này. Anh có thể trải nghiệm được tất cả dịch vụ ở trên nền tảng MyClip nhé. Anh em có thể soạn tin theo cú pháp DKM30 gửi 9062 cước phí 3.000 đồng một ngày, DKC30 gửi 9062 cước phí 10.000 đồng một tuần, và DKT30 gửi 9062 với cước phí 35.000 đồng một tháng. Thì với cái gói này thì anh em có thể trải nghiệm tất cả các dịch vụ ở trên MyClip hoàn toàn gọi là free, tất cả dung lượng data 3G 4G. Bây giờ dùng 4G ngon hơn wifi rồi anh em ạ. Dùng wifi nhiều khi mạng ở nhà nó lag, wifi nó lag theo dùng chán lắm. 4G bây giờ dùng sướng, mạng nó ngon. Rồi, như vậy là chim sẻ vừa đá được cho mình một bầy hươu 4 con về với khu vực nhà chính rồi. Và cánh rực rà. Nhà này tôi lại đang thấy nó hơi xấu đồ anh em ạ. Xấu ra xấu cả thế chứ. Nhà này nếu như bo thì sẽ bo rất là rộng luôn. Tôi nghĩ chắc là sẽ đánh kiểu bo nhỏ giống chém thời điểm đầu thôi. Có thêm voi dành cho sẻ. Thêm một đôi voi thì phải cần thêm một mỏ quả phụ nữa thì bài phô nó sẽ khỏe. Dân vẫn đang được đi dò. 3 voi luôn. Có khi lại 4. Chưa biết chừng nó lại là 4 con. Vậy là không có tình huống câu đôi voi sớm. Chim sẻ quyết định là sẽ ăn một con trước. Con sau sẽ là tình huống câu 2 voi. Tơn câu voi sau sẽ là tơn câu 2 voi. Tơn này câu về để cho nó khớp với cái nhịp ăn hiêu. Bởi vì hiêu thì hiêu ở nhà chính nó sắp hết rồi. Thứ 7 rồi. Chuẩn bị hết hiêu rồi đấy. Bắt đầu hết thịt hiêu rồi đấy, thì con voi là cần phải về luôn để đảm bảo là dân nó sẽ làm ăn ngay. Chứ pha vừa rồi mà tham cô đôi voi chẳng may bị quay đầu thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều về kháng ép đời, dân nó sẽ đứng delay, nó chờ ở nhà chính rất lâu luôn. À, anh Bao Thanh Thiên à? Ok anh ơi, không đổi được tên mới đâu, cái này đổi được mà, anh vào phần cài đặt đấy đổi được tên mà. Chào anh Cao Xuân Thọ nhá, chào Ngô Vi nhá. Ôi giời ơi, cái cây gỗ, ông nào trồng cây gỗ vô duyên thế. Vừa cây gỗ quả đấy mất bóng voi, mất bóng dân quay đầu. Đây rồi, đánh lô trúng quả và có thêm một voi nữa luôn. Nghĩ là với cái vâng, với cái sự tham lam của chim sẻ vốn dĩ trước đến giờ thì kiểu gì cũng câu voi, còn lâu mới bỏ. Có một cái chấm đỏ xuất hiện trên 12 giờ, liệu đó có phải là nhà của U98 hay không? Có hai bãi đá, 90% là trên 12 giờ rồi. Cái chấm đỏ kia chắc là cái nhà gì đấy rồi.
Trong đề chế nó có một vài cái dấu hiệu nhận biết là bãi vàng to và bãi đá gì đấy. À, phát hiện ra cả một bầy yêu mà 98 đang ăn hoang luôn. Nhà L được đóng ở gần với bãi quả phụ để bảo kê. Con voi đấy đang về nhà chính luôn rồi. Vâng, bài kích không quá sớm nhưng lực sẽ rất khỏe. Và thậm chí là ở đời 2 thì chim sẻ đang lên sớm hơn thú 98 cơ. Ở trận đấu này thì sẻ đang ép đời 3, nó đang hơi bị lỗi một chút khi mà lượng thịt nó dồn nên không kịp. Nhưng với cái lợi thế mà hiển thị vạch nhảy đời sớm hơn ở đời 2 thì tôi nghĩ rằng ở đời 3 thì nếu như thú 98 ép chuẩn thì lên đời cũng chỉ cân với chim sẻ thôi. Như vậy là sẻ ở trận thiếu này sẽ không bị bất lợi về khả năng ép đời so với con bài Persian của đối phương. Dân đang được cơ cấu để có thể ăn quả vàng. Và một e kín luôn đấy. Chắc cú thì hai e ăn cho nó rộng rãi nó đỡ vướng. Vậy là chim sẻ quyết định là một e là kín mít luôn. Nâng cấp công nghệ trong tự dò và rất tự tin đi dò công khi mà đối phương họ không lên đời sớm hơn được chúng ta. Lên đời cân thì thích thì công luôn. Nhưng với việc mà game thủ 98 có con tự dò ở tại nhà của chim sẻ thì sẽ quyết định là sẽ đánh con dò thủ luôn. Gỗ đang có rất nhiều, nên xong ra luôn 2P, 2P 1A, thủ thịt ra khoanh ruộng luôn, ăn thịt voi xong, khoanh ruộng luôn, con phô nhiều gỗ anh em có thể thấy, 700 gỗ trong người thì tha hồ mà vẽ. Và cái tơn voi ở nhà chính thì sấy một tơn nữa là nó hết voi rồi, hết thịt luôn, sấy đúng một tơn thôi. Và nên đời nhỉnh hơn 10 giây đến từ vị trí của U98. Có con lạc đà thủ, có một nhà P và bây giờ thì thoải mái ra ruộng nhà chính luôn. Thì U98 vẫn chưa tiến sâu con tự dò của mình vào phía bên trong và chưa phát hiện ra các cơ sở làm ăn của chim sẻ ở trong nhà. Bãi vàng thì kín từ đầu rồi. Thằng Vân, thằng Kami. Lộ ruộng rồi nhưng thực ra không phải cờ lo. Con lạc đà ở đằng sau gì nếu mà di chuyển vào sẽ bị chim sẻ phù ngay. Liệu có phải là bài 1L chuyển cung A sớm đến từ U98 hay không? Không thấy nhiều lạc đà của U98 đi vào. Và cũng lách luôn, lách khá là tởm đến từ U98. Thôi thì mình xin luôn cả con giò vậy. Không biết là con phù kia nó có bị mất mana không nhỉ? Hình như là mất rồi đấy. Vẫn đang phải ở một cái tư thế thủ để cơ cấu lực. Rồi, nốt con phù thủy đây luôn. Chắc cú hũ anh em ạ. 60 gỗ nhưng đảm bảo khoanh ruộng sẽ an toàn. Đấy. Đảm bảo khoanh ruộng này chắc chắn là sẽ cực kỳ an toàn luôn. Lạc đà của U98 không có cửa vào đi cái khoanh ruộng này. Vâng, một khoản đầu tư rất nhiều lợi nhuận anh em ạ. Ai à, một L cung A rồi này, hai áo luôn rồi này. Vâng, vậy chúng ta sẽ cùng chờ xem chim sẻ sẽ đưa ra những cái chiến thuật gì, đấu pháp như thế nào để đối đầu lại bài Persian của game thủ 98. Khung 12 giờ không có ăn hoàng ngoài thì phải, hình như vẫn có ăn hoàng ở ngoài, đúng là như vậy. Trên 12 giờ một cái thế có thể không được nhà nhưng chuyển được cung A. Bây giờ thì 98 đang lộ đạo dân ở phía bên ngoài bản đồ. Mất đạo dân này thì tất nhiên lực của U98 sẽ yếu. Anh ta sẽ không không thể nào một cơ cấu khỏe ra để ăn đồ ăn hoang quá khỏe để sóc quân được. Có lạc đà đứng bảo kê. Sẽ đang có hàng thủ thủy cùng với một con cỡ chém. Ba nhà thứ ba vừa được vẽ ra. Đang bị ốp khu vực nhà quân. Cũng là số lượng đang khá đông đến từ U98. Và 98 vẫn đang ăn hoang được nhưng chúng ta lại nhớ vấn đề đấy. Đang vừa xả thịt một con voi xong. Tên này hù được bao con cung A thì thủ được thành công luôn. Một con. Hai con. Rồi, hù được đúng ba con cung A và hình như là vẫn còn đang còn nguyên ba con thủy, không mất phù nào. Rồi, tên này là một tên bắt quân cực kỳ lãi dành cho chim sẻ. Và 98 gõ một. Cơ hội để 98 có một lần tụ cung A công thêm một lần nữa nó rất là ít.
Rồi bây giờ thì đồ ăn hoang bên ngoài là đã không còn, tức là đã ăn hết đồ ăn hoang bên ngoài rồi. Lượng ruộng thì chưa có nhiều. Và để mà 98 có thời gian tụ thêm một tên cung A to đẩy lên đấy thì lượng quân chim sẻ đã rất đông rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu chung kết ở trong xe đấu thứ hai, hai đều. Chiến thắng ở trong trận thi đấu Folesian và Persian thuộc về game thủ chim sẻ. Rồi chuyển qua mình máy quay quân thôi. Xe đấu thứ hai nó đang trở nên hấp dẫn hơn so với xe đấu đầu tiên rất nhiều. Xe đầu tiên thì chim sẻ có chiến thắng 3-0 rất nhanh chóng. Với hai trận cầm xe, quân lợi thế hơn, sẽ tận dụng rất tốt. Nhưng ở xe đấu thứ hai này thì nó đã khác. Một xe đấu mà chim sẻ vượt khó ở trận cho Son Pan. Và bây giờ thì tỷ số đã được đưa về thế cân bằng rồi. Một kẻ đấu chạm 3 về C. Nếu như nó là một đều thì sẽ rất hấp dẫn. Còn trong trường hợp mà chim sẻ có được chiến thắng ở chung kết C2, chim sẻ mà dẫn trước 2-0 về C thì sẽ là một cái sự khó khăn vô cùng lớn dành cho U98. Và chúng ta sẽ đến với màn hình máy quay quân để theo dõi xem quân ở trong trận thi đấu này là gì. Con số của game thủ chim sẻ là con số 5, còn con số của U98 là con số 13. Bảng quân số 17. Bảng quân số 17 như vậy là Seng thuộc về chim sẻ. Chung kết quân rất đẹp và 13 là Mark C đến từ game thủ U98. Chân mạnh thiên tử anh em ạ. Sang Mark. Lợi thế về quân là quá lớn. Thực sự là cực kỳ lớn luôn. Tất nhiên Mark C vẫn có cửa nếu như có một bộ bài thực sự là siêu đẹp cùng với hốc hết các kiểu. Đâm mi rồi. Sóc đều cả ngựa chém. Vẫn có, nói chung là vẫn có tí cửa trước xe. Mark C cũng là một loại quân nó khó chịu anh em, khó chịu.